không biết là ngon không nữa. Gửi cho má mày nha. Ừ. Ăn thì phải ngon mà. Cắn giả. Trời ơi là trời. Cái gì nè ba? Không nổi đó. Cắn cái đâu mà cắn? Đưa cái râu gà sọn kìa cha. Gắn đồ chơi. Ngồi đi trời gắn đồ chơi. Mở ra coi cái gì. Hình như cái hộp bánh đó vậy. Phải không? Rồi bỏ cái bọc đi và lấy cái hộp thôi. Rồi bà mở ra bà mở thầy Thuận ăn coi. Đưa bả ra thầy. Đưa bả mở đi. Mở ra đi. Đó nó hí lên rồi đó bà mở đi. Cái chừng đổ. Chạy đâu vậy? Trời ơi trời. Không ngồi hết. Chạy. Chạy. Thì mới up cái clip mới, cái clip mà ông tắm đó. Cái clip bữa ông tắm tôi quay đó. Đâu có. Biết nào đâu. Ủa cái đó ông để này tôi có hút rồi ông thích không? Được. Mày ơi. Ông chào. Ông cũng hút đi. Bà năm sợ chạy. Chết mà được chị ra thiệt á. Làm nữa là tôi xỉu luôn á. Sắp chết. Sắp chết. Chào vô, chào. Vô đêm nọ tao dẹp rồi. Chào. Còn rung con mình. Vô đây nè. Vô đêm nội dẹp đi ông nội. Mà hết rồi, ác trời ơi trời.